Hello, xin chào mọi người nha. Em Đức Vlog lên cho mọi người một con CDS 50cc nha. Con này sản xuất năm 2004 nha. Sơn si zin 100% chưa, sơn si giọng tốt gì lại nha mọi người. Xe kho làm sao về là như vậy nha. CDS nó khác CD với Bentley. Cái chỗ là yên nó là yên liền. Còn CD kia là yên rời, ba ga sao ha. Ba ga sắt sao. Còn này là yên liền với lại cái xe kia CD Bentley kia là nó có cái chống đứng ha. Ghi đông cao, con này là ghi đông thấp, chỉ có chống nghiêng thôi, không có chống đứng. Ba ga này là yên liền. Cái này mà có cái cản gắn vô nữa thì rất là đẹp nha. Nó liền cái xe lắm. Rồi, đi vô chi tiết nha. Con này sơn si zin 100%, vỏ theo xe trước sau ha. 50cc bạch công tử nha mọi người. Cái bao tay này là bao tay zin nha. Bao tay zin theo xe nó trùng với cái màu của cái yên ha. Mọi người về vệ sinh cái bao tay này nó sẽ đẹp. Em để zin vậy. Nắp xăng như cái xe thùng luôn mọi người, nắp xăng rất là đẹp ha. Em tiếc chị Nghĩa còn đầy đủ ha. Cái này là do cái hơi xăng nó bốc lên nó vàng thôi, cái đó là về lấy cà na đánh lên nha mọi người, đánh nó trắng lại. Rồi, ốc tán zin. Ốc tán theo xe zin ha. Xi nhan 4 củ rất là đẹp nha. Trước sau luôn. Trời có nổ mưa lắc gắt rồi, em quay nhanh rồi em về luôn mọi người. Vỏ theo xe ha. Đây. Từng 33 năm 2004. Cái nền nó đi ha. Từng 7 năm 2004. Sơn si zin ốc tán đeo màu nhiều đẹp nha. Ron cờ còn cao quân quốc nha. Đầu bò sáng nha, lóc zin. Sơn zin, ốc tán zin hết. Con này em quay nhanh thôi, trời mưa mọi người thông cảm em nha. Vô sáng đẹp ha. HM065K1. Chân phục rất là đẹp nha. Chân phục này còn keo còn bóng nha. Chưa có dấu mè gì hết. Tất cả trên xe ha. Mấy cái này là mọi người lấy xăng bông trà nó ra nha. Rồi một con CD Bentley 50 xe zin 100% 2004 nha mọi người. Lốc bên đây zin nè, càng thắng càng số cực kỳ đẹp ha. Đây càng số ha. Lốc nó có chạy một hai chỗ ha. 49cc. Đây. Càng thắng ha, gai chưa có mòn chút xíu nào luôn ha. Chuẩn số km ha. Cái cà tê này còn cực kỳ đẹp luôn. Chưa có nổ luôn, có những con mà nổ rồi luôn mọi người. Xe đi dài trăm cây nó vẫn nổ ha, tại người ta bảo quản không kỹ, cái này bảo quản kỹ ha. Đem tiết kiệm nghĩa đầy đủ. Xe nhung dễ theo xe nha mọi người. Tất cả theo xe hết ha. Cái này là đơn giản là chỉ thiếu cái cản thôi, anh em nào nhanh gọi em tặng em cái cản ha. Chân phuộc này kia là 7 màu hết nha mọi người. Xe nhan sáng đẹp. Vỏ của nó đây ha. 43204. Lát nền của nó đây, 99 năm 2004. Rồi. Cái càng cái chân đạp nè. Cái nước gam còn rất là đẹp. Chúc con xe này không có gì để bàn. Mọi người nghe cái tiếng máy nha. Nghe tiếng bô thôi. Thank you.
tay nè. Rồi mưa luôn nha. Rồi em xin về nha. Xin kết thúc video tại đây nha. Mọi người quan tâm thì liên hệ em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Và các ảnh thì em có để bên Zalo, mọi người nhớ vào đó tham khảo soi chi tiết nha. Kính đầy đủ, thiếu cái ba ga thôi. Mọi người quan tâm thì em tặng thêm cái ba ga ha, để anh em nhanh gọn. Con này đi cà phê hay trưng bày là hết bài nha. Sơn si rất là đẹp nha mọi người. Trời chuyển mưa rồi, nó hơi thiếu ánh sáng nha. Nhưng bề ngoài, ở ngoài thì con này cực kỳ đẹp luôn. Giá cũng tốt luôn nha mọi người. Mấy con mấy trăm cây thì em bán 100 mấy. Em có một con 400 cây với một con 800 cây, màu trắng với màu đỏ. Con này em bán phân nửa tiền thôi. Mấy con kia bán con 100 mấy chục triệu, con này bán nửa tiền thôi, dễ chơi cho anh em. Rồi em có hỗ trợ ship toàn quốc nha, mọi người quan tâm thì liên hệ em nha. Số điện thoại em để trên màn hình, cộng 84946795678. Một số nữa là cộng 855978685678. Em hỗ trợ ship toàn quốc nha. Ship toàn quốc có nghĩa là em ship được 64 tỉnh thành. Giấy tờ thì anh em tự lo ha. Anh em vui lòng không hỏi giấy, giờ là em vui lắm à. Rồi xin chào mọi người nha, hẹn mọi người ở một video tiếp theo nha. Em cảm ơn mọi người.